Rồi, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đi lên khu đất hoang nè các bạn. Mình phát hiện được cái da rắn khủng các bạn ơi. Mới lột. Rắn này mới lột cái chát luôn. Rắn này mới lột luôn. Ướt luôn á. Rắn khủng không? Hôm nay đi đi câu lươn mà đi được con lươn nhỏ đi ngang thấy cái da rắn nó khủng, mình quay cho các bạn xem. Thôi vậy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.